công ty cổ phần thương mại dịch vụ đất mới tuyển tài xế 4 chỗ. Mô tả công việc, đưa đón các sếp khi có công việc, theo dõi, bảo dưỡng xe định kỳ, chăm sóc, bảo quản xe tốt, thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của giám đốc. Quyền lợi được hưởng, công việc lâu dài, ổn định, ngoài lương cứng được tính thêm ngoài giờ làm việc, lương thưởng tháng 13, chế độ bảo hiểm, các phụ cấp tùy theo vị trí. Yêu cầu công việc, có bằng B2, giới tính, nam, độ tuổi từ 30 đến 45, có 1 đến 2 năm kinh nghiệm làm nhân viên lái xe cho giám đốc công ty, kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, siêng năng, làm việc đúng giờ giấc, lịch sự, nhiệt tình, nhanh nhẹn, ưu tiên khu vực, quận 2, Bình Thạnh, quận 9, Thủ Đức. Yêu cầu hồ sơ, đơn xin việc, sơ yếu lý lịch công chứng, hộ khẩu công chứng, chứng minh nhân dân, hộ khẩu công chứng. Giấy khám sức khỏe, thông tin liên hệ, công ty cổ phần thương mại dịch vụ đất mới, địa chỉ Lô B2, đường C2, khu công nghiệp Cát Lái, cụm 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, bên cạnh trạm thu phí cầu Phú Mỹ, Hồ Chí Minh, hạn nộp hồ sơ mùng 2 tháng 3 năm 2018.